Thưa quý vị và các bạn, ở tuần trước chúng tôi có đề cập đến tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước. Thì vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu các địa phương cần có những biện pháp cấp bách phòng chống sốt xuất huyết, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong. Và thưa quý vị, theo thống kê thì hiện các địa phương đang là điểm nóng của dịch đó chính là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên Huế. Riêng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có các tỉnh là An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau. Và bây giờ sẽ là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhỏ thì nó ngủ hồi nhỏ tới đó không nhăn mùng quen rồi. Tại em không ngủ mùng, sốt rồi cứ cao, càng ngày càng cao, rồi sáng bị co giật rồi em nhập viện. Sáng nó nóng nó co giật rồi mới sợ nó cắn lưỡi mới lấy cái chiếc đũa cản ngang đừng cho nó cắn lưỡi á rồi mới đưa bệnh viện. Bà con mình có thói quen là tự mua thuốc uống thì bệnh có thể diễn tiến rất nguy hiểm và có thể gây đến tử vong. Liên tục thời gian gần đây, người bệnh sốt xuất huyết tăng cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 382 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Theo ngành y tế, bắt đầu mùa mưa thì nỗi lo sốt xuất huyết bùng phát cũng tăng. Hiện tại cả nước của mình thống kê trong 6 tháng đầu năm khoảng hơn 80.000 trường hợp bị sốt xuất huyết đen. Thì cái số liệu đó là số liệu mới nhất. Thì trong đó thì cũng có một số ca tử vong, khoảng 6 ca tử vong. Hiện tại ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương của mình trong 6 tháng đầu năm thì Phương thấy là khoảng hơn 200 trường hợp bị sốt xuất huyết nhập viện tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thì cũng có một số ca diễn tiến nặng nhưng mà đều ổn định và xuất viện được. Thì cái số lượng cái ca sốt xuất huyết đó thôi chiếm khoảng 12% số lượng bệnh của khoa nhiễm. Nguyên nhân cơ bản vẫn là liên quan đến mùa mưa, cách trữ nước và thói quen vệ sinh môi trường của người dân. Điều đáng nói sau nhiều năm sốt xuất huyết không tăng, người dân bắt đầu có dấu hiệu chủ quan và cứ khi nào chủ quan thì bệnh lại tăng. Ở đây mưa xuống là mũi dữ lắm. Ý mà cỡ này chưa bán mía nào, bán mía nữa là mũi dữ lắm, đốn mía là mũi dữ lắm, nước thối là mũi dữ lắm. Như ngủ mấy nhỏ thì nó ngủ hồi nhỏ tới đó không văn mùng quen rồi, văn mùng có nó ngủ không được. Ngủ không văn mùng là thói quen của nhiều người, nhất là khu vực nông thôn có nhiều kênh rạch, bụi rậm, là môi trường dễ phát sinh bệnh không chỉ là trẻ em mà ngay cả người lớn có sức khỏe tốt cũng dễ mắc bệnh sốt xuất huyết. Tại em không ngủ mùng, sốt rồi cứ cao, càng ngày càng cao, rồi sáng bị co giật rồi em nhập viện. Giờ thấy sốt cao độ, giờ 45 độ, thấy nhức đầu, thấy nặng đầu luôn rồi, ăn uống không được. Em có mua thuốc uống hạ sốt nhưng mà nó không xuống. Ở tiệm thuốc Tây ở ngoài lề đường. Đáng sợ hơn là thói quen sốt tự mua thuốc uống của dân. Chỉ khi nào có dấu hiệu trầm trọng hơn thì mới chịu đến bệnh viện. Tại vì thường nó mạnh lắm, nó không có bệnh hoạn gì chứ. Rồi sáng rồi hôm là nóng, rồi ở nhà cậu nó có cho uống một viên thuốc hạ sốt vậy đó. Sáng nó nóng, nó co giật, rồi mới sợ nó cắn lưỡi, mới lấy cái chiếc đũa cản ngang đừng cho nó cắn lưỡi, rồi mới đưa bệnh viện. Sốt xuất huyết thì nó sẽ có nhiều vấn đề trong đó. Vấn đề mình sợ nhất là vấn đề là sốc và xuất huyết hoặc là suy tạng, tức là sốt xuất huyết thể nặng. Thì sốt xuất huyết thể nặng thì nó có nhiều hình thức, thường thường mình gặp ở nhi nhiều nhất là sốc sốt xuất huyết và huyết áp nó tụt có thể dẫn đến suy mấy cái cơ quan và có thể gây tử vong. Vấn đề thứ hai là có thể sốc do xuất huyết hoặc sốc do suy các tạng, thì những cái bệnh nó cũng gây nguy hiểm và có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Trước sự chủ quan lơ là của người dân, bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Tân Phương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khuyến cáo là bà con của mình phải chú ý môi trường sinh sống của mình, phải thiệt thông thoáng và hạn chế tối đa, tức là phải thiệt là ít mũi. Nếu mà mũi thì có lẽ mình diệt hơi khó, diệt hết thì khó, nhưng mà phải thiệt là ít mũi, phát quang bụi gặm xung quanh nhà, đặc biệt là những cái ao hồ, những cái lưu, những cái vật dụng nào chứa nước. Ngay mùa mưa thì mình phải làm sao cho đừng có lăng quăng, hoặc là mình diệt lăng quăng cho nó, hoặc mình bỏ nước đi, mình tách nước đi. Thì hạn chế tối đa mũi, tức là hạn chế cái đường truyền vào cơ thể của mình, hạn chế cái môi trường để cái con nó sinh sống và nó truyền cái con virus đen vô cơ thể của mình. Cách thứ hai là bà con mình ngủ thì lúc nào cũng phải mắc mùng.
Tức là lúc nào mình cũng phải ngủ mùng hết để tránh cho muỗi đốt. Tại vì muỗi không đốt một mình thì nó không thể truyền được cái con virus đen qua cơ thể của mình, thì không thể mắc bệnh được. Những cái sốt thông thường, sốt nói chung hoặc là những cái sốt xuất huyết đen á, thì tốt nhất khi có bệnh mình phải đi đến khám những cái phòng khám chuyên khoa, đặc biệt những chuyên khoa sâu. Thì khi mà người ta phát hiện ra sốt xuất huyết đen, người ta điều trị thì theo dõi nó an toàn hơn. Tại vì khi mà người dân mình có thói quen, bà con mình có thói quen là tự mua thuốc uống, khi mà mắc cái bệnh sốt xuất huyết thì cái chất cầm máu trong cơ thể mình nó giảm rất thấp, hay người ta gọi là tiểu cầu, thì bệnh có thể diễn tiến rất nguy hiểm và có thể gây đến tử vong nếu mà mình không để theo dõi hoặc là điều trị kịp thời.